Chào mừng bạn đến với kênh Học Tiếng Anh cùng Vân Anh. Hôm nay bạn có khỏe không? Chúc bạn có một ngày thật bình an bên cạnh gia đình, người thân và bạn bè. Hôm nay Vân Anh sẽ cùng bạn học tiếng Anh về dịch vụ làm móng bột. Vân Anh chúc cho các bạn có nhiều may mắn và thành công trong nghề nail của mình. Và bạn hãy nhớ ủng hộ Vân Anh bằng cách bấm nút đăng ký và bấm cái chuông ở bên cạnh để khi Vân Anh có video mới ra thì bạn sẽ là người đầu tiên được thông báo để theo dõi video học tiếng Anh thật là thú vị. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu ha. Khi mà khách vừa đến tiệm của chúng ta thì thợ sẽ chủ động mời chào khách ha. Thì chúng ta nói với khách là Hi, how are you? Hi, how are you? Hi, how are you? Xin chào, bạn có khỏe không? Khách trả lời là I'm good, thank you. And you? I'm good, thank you. And you? I'm good, thank you. And you? Tôi khỏe, cảm ơn bạn. Còn bạn thì sao? I'm great, thank you. I'm great, thank you. I'm great, thank you. Tôi khỏe, cảm ơn. Lúc này chúng ta hỏi khách tiếp tục là How may I serve you today? How may I serve you today? How may I serve you today? Tôi có thể phục vụ gì được cho bạn hôm nay? I want my fingers done. I want my fingers done. I want my fingers done. Tôi muốn móng của tôi được chăm sóc. Vì chăm sóc móng là có rất là nhiều dịch vụ, cho nên chúng ta sẽ hỏi khách là khách muốn dịch vụ nào. What service would you like? What service would you like? What service would you like? Bạn muốn dịch vụ gì? Khách trả lời là I want full set acrylic. I want full set acrylic. I want full set acrylic. Tôi muốn làm một bộ mới móng bột. Thợ chúng ta sẽ trả lời là Great. Please pick out your color. Great. Please pick out your color. Great, please pick out your color. Thông thường thì tiệm của chúng ta sẽ có rất là nhiều màu sơn để cho khách lựa chọn. Và Vân Anh thấy là khách đứng trước nhiều lựa chọn thì họ sẽ cảm thấy lúng túng vì màu nào họ cũng thấy mình thích. Cho nên thường thì họ sẽ nói là Wow, there a lot of colors. Wow, there are a lot of colors. Wow, there are a lot of colors. Oh, có nhiều màu quá. Thì thông thường là lựa chọn màu là chúng ta đưa cái bảng màu cho khách lựa chọn. Thì chúng ta kêu khách mang cái bảng màu vào chỗ ngồi để họ có nhiều thời gian hơn để lựa chọn. Thì chúng ta nói với khách là No problem. You can bring the color palette to your seat. No problem. You can bring the color palette to your seat. No problem. You can bring the color palette to your seat. Không vấn đề gì. Bạn có thể mang bảng màu tới chỗ ngồi của bạn.
Please follow me. Please follow me. Please follow me. Please follow me. Có nghĩa là vui lòng đi theo tôi. Và khi khách vào bên trong với chúng ta rồi thì chúng ta mời khách đến chỗ của chúng ta đã chuẩn bị sẵn, mời khách ngồi. I'm ready for you over here. I'm ready for you over here. I'm ready for you over here. Tôi đã sẵn sàng cho bạn ở đây rồi. Sit down, please. Sit down, please. Sit down, please. Xin mời ngồi. Và khi khách đã yên vị, ngồi vào chỗ rồi, thì chúng ta mời khách uống nước. Would you like something to drink? Would you like something to drink? Would you like something to drink? Bạn có muốn uống gì không? Khách trả lời. What do you have? What do you have? What do you have? Bạn có những thức uống gì? We have tea, coffee, sodas, and water. We have tea, coffee, sodas, and water. We have tea, coffee, sodas, and water. Chúng tôi có trà, cà phê, nước ngọt các loại và nước lọc. Vâng anh, giả sử là khách muốn uống cà phê thì họ sẽ trả lời là Can I have coffee, please? Can I have coffee, please? Can I have coffee, please? Tôi có thể uống cà phê được không? Thì chúng ta trả lời là Yes, of course. Yes, of course. Yes, of course. Vâng, được chứ, tất nhiên rồi. Và chúng ta đi lấy nước cho khách. Trong trường hợp tiệm của chúng ta chỉ có một món là nước lọc thôi, nước đóng chai thôi, thì chúng ta sẽ hỏi khách là Would you like a bottle of water? Would you like a bottle of water? Would you like a bottle of water? Bạn có muốn một chai nước uống không? Và nếu khách muốn uống thì khách sẽ trả lời là Yes, sure. Hoặc là khách sẽ trả lời là Yes, it would be great. Yes, it would be great. Yes, it would be great. Có chứ, thật là tuyệt vời. Và chúng ta mang nước ra cho khách. Chúng ta nói với khách là Here you go. This is your drink. Here you go. This is your drink. Here you go. This is your drink. Đây rồi, nước uống của bạn đây nè. Khách sẽ trả lời là Thank you. Trong trường hợp khách không muốn uống thì khách sẽ trả lời là No thanks, I'm good. No thanks, I'm good. No thanks, I'm good. Không, cảm ơn, tôi ổn. Thì chúng ta nói với khách là It's okay. Whenever you need one, please let me know. Okay. Whenever you need one, please let me know. Okay. Whenever you need one, please let me know. Được thôi, khi nào bạn cần thì bạn cứ nói với tôi. Và khách sẽ trả lời là Yes. Sure. Yes. Sure.
Yes, sure. Ồ, chắc chắn rồi. Và bây giờ là đến lúc chúng ta làm dịch vụ cho khách. Thì chúng ta yêu cầu khách đưa tay cho chúng ta ha, để chúng ta coi tình hình của tay của họ như thế nào. May I have your hand, please? May I have your hand, please? May I have your hand, please? Bạn vui lòng đưa tay cho tôi được không? Lúc này chúng ta xác định lại dịch vụ với khách. Trong trường hợp là trên tay của khách vẫn còn đeo móng bột, thì chúng ta phải hỏi khách là Would you like a full set or fill? Would you like a full set or fill? Would you like a full set or fill? Bạn muốn làm bộ mới hay là bạn chỉ muốn fill? Fill có nghĩa là cái móng cũ của họ đã mọc dài ra và ở dưới gốc móng đó họ muốn đắp bột thêm lên và làm như bộ mới để tiết kiệm tiền. Thì lúc này khách sẽ trả lời với chúng ta là I want a new set. I want a new set. I want a new set. Tôi muốn bộ mới. Thì lúc này chúng ta hỏi khách là khách có muốn trang trí móng hay không? Would you like any design for your nails? Would you like any design for your nails? Would you like any design for your nails? Bạn có muốn trang trí gì ở trên móng hay không? Nếu khách không muốn thì khách sẽ trả lời là No, I'm good. No, I'm good. No, I'm good. Không, tôi ổn. Trong trường hợp khách muốn thì có rất là nhiều kiểu để trả lời. Thứ nhất là hiện nay móng bột đang thịnh hành là người ta hay thích làm kiểu ombre trắng hồng. Thì người ta sẽ trả lời là I want ombre pink and white. I want ombre pink and white. I want ombre pink and white. Tôi muốn làm ombre trắng hồng. Hoặc là khách đã có sẵn một số mẫu thiết kế rồi ở trong điện thoại thì người ta sẽ đưa cho mình coi và người ta sẽ hỏi mình là Can you design like this picture? Can you design like this picture? Can you design like this picture? Bạn có thể trang trí giống như hình này không? Hầu hết là chúng ta làm được thì chúng ta sẽ trả lời là Yes, I can. Yes, I can. Có nghĩa là được, tôi làm được. Bây giờ tới công đoạn là chúng ta gắn móng tay giả lên tay của khách. Thì khi gắn móng xong, chúng ta hỏi khách là họ muốn cái dáng móng như thế nào để từ đó chúng ta có thể độ được là cái độ dài của móng là khoảng bao nhiêu để chúng ta cắt xuống cho nó phù hợp. Thì chúng ta hỏi khách là dáng móng bạn muốn là gì ha? What shape would you like? What shape would you like? What shape would you like? Bạn muốn dán móng kiểu gì? Thì thông thường là móng bột nó có nhiều dáng và khách sẽ quyết định được là chẳng hạn như là dáng tròn, dáng vuông, dáng hạt hạnh nhân, dáng móng nhọn như là mũi tên ha. Thì mỗi dáng nó có một cái từ tiếng Anh tương ứng. Bây giờ Vân Anh ví dụ như là khách muốn dáng móng là móng hình thang là gọi là móng coffin ha. I want coffin shape. I want coffin shape. I want coffin shape. Nếu như khách muốn móng dạng hình mũi tên
thì khách sẽ trả lời là I want stiletto shape. I want stiletto shape. I want stiletto shape. I want round shape. I want round shape. I want round shape. Là tôi muốn bóng hình tròn. I want square with round corners. I want square with round corners. I want square with round corners. Là tôi muốn bóng vuông nhưng bo tròn ở góc. Trong trường hợp khách muốn là móng hình thang, là móng coffin hay là móng stiletto, móng nhọn mũi tên dài ra, thì chúng ta nên hỏi khách là khách có làm việc nặng hay không. Tại vì đối với những khách mà sử dụng tay nhiều làm việc nặng thì những cái móng dài như vậy nó rất là dễ bị gãy. Cho nên chúng ta nên hỏi khách là How hard do you work on your hands? How hard do you work on your hands? How hard do you work on your hands? Tức là bạn sử dụng tay để làm việc có nặng hay không? Trong trường hợp khách không có sử dụng tay để làm việc nặng, thì khách sẽ trả lời là Not so much. Not so much. Not so much. Không nặng lắm. Trong trường hợp khách sử dụng tay để làm việc nặng nhiều thì họ sẽ trả lời là I'm pretty rough on my hands. I'm pretty rough on my hands. I'm pretty rough on my hands. Là tôi cũng làm việc khá là nặng đó. Thì nếu như mà khách làm việc nặng trên tay nhiều thì chúng ta nên khuyên khách là chuyển qua là làm móng tròn hoặc là móng vuông ở cái độ dài vừa phải. Móng coffin cũng được làm ở dạng vừa phải, nhưng riêng móng stiletto là móng nhọn thì rất là khó vì nó sẽ rất là dễ gãy. Sau khi cắt và dũa dán móng xong thì chúng ta hỏi khách là Is shape and length good? Is shape and length good? Is shape and length good? Là dán móng và độ dài như vậy ổn chứ? Nếu mà khách thấy ổn thì khách sẽ nói là It's good. It's good. It's good. Là ổn rồi. Và lúc này thợ chúng ta cũng nên thông báo cái giá để cho khách biết, để tránh trường hợp khách làm xong và có tranh chấp là họ không chịu trả tiền về cái dịch vụ của chúng ta, thì chúng ta nên nói với khách là It's $60 for your nails today. It's $60 for your nails today. It's $60 for your nails today. Là dịch vụ móng cho bạn hôm nay là 60 đồng nhé. Nếu mà khách họ làm thường xuyên rồi, họ hiểu, thì họ sẽ trả lời là It's okay. It's okay. Ổn thôi. Còn nếu trong trường hợp khách người ta không quen, họ sẽ trả lời bằng câu hỏi là Why does it cost so much? Why does it cost so much? Why does it cost so much? Là sao nó mắc dữ vậy? I thought it cost $45. I thought it cost $45. I thought it cost $45. Tôi tưởng là nó chỉ $45 thôi. Thì chúng ta trả lời giải thích cho khách là Yes, $45 is for basic. Yes, $45 is
for basic. Yes, $45 is for basic. Đúng rồi, 45 đồng là cho dịch vụ cơ bản. Shape and design are $15 more. Shape and design are $15 more. Shape and design are $15 more. Giữa dáng móng và trang trí thì thêm 15 đô nữa. So total is $60. So total is $60. So total is $60. Như vậy tổng cộng là 60 đô. Is it okay with you? Is it okay with you? Is it okay with you? Bạn có đồng ý không? Nếu khách đồng ý thì khách sẽ trả lời là Yes, please go ahead. Yes, please go ahead. Yes, please go ahead. Được. Cứ tiếp tục làm đi. Trong quá trình chúng ta đắp bột cho khách thì khách sẽ nói những cái mong muốn của họ, ví dụ như là họ muốn móng mỏng hơn hoặc là móng dày hơn. Đối với những móng dài thì họ muốn là móng của họ dày hơn một chút thì họ sẽ nói là I want my nails thicker. I want my nails thicker. I want my nails thicker. Tôi muốn móng của tôi dày hơn. Thì chúng ta sẽ trả lời khách là Yes, I'll make them thicker. Yes, I'll make them thicker. Yes, I'll make them thicker. Vâng, tôi sẽ làm cho nó dày. Trong trường hợp khách muốn móng mỏng thì khách sẽ nói là I want my nails to be thin. I want my nails to be thin. I want my nails to be thin. Là tôi muốn móng của tôi mỏng. But not easy to be broken. But not easy to be broken. But not easy to be broken. Nhưng mà nó không có dễ gãy. Thì thợ của chúng ta sẽ trả lời là I can make them thin. I can make them thin. I can make them thin. Là tôi có thể làm cho nó mỏng. I'll try my best to make them strong. I'll try my best to make them strong. I'll try my best to make them strong. Là tôi sẽ cố gắng làm cho móng của bạn mạnh lên. But remember, your nails are breakable. But please remember, your nails are breakable. But remember, your nails are breakable. Nhưng xin nhớ là móng tay của bạn sẽ dễ bị gãy. Especially when they're thin. Especially when they're thin. Especially when they're thin. Đặc biệt là khi nó mỏng. If they're broken, it's not my fault. If they're broken, it's not my fault. If they're broken, it's not my fault. Nếu mà nó bị gãy thì nó không phải là lỗi của tôi. Please don't count on me. Please don't count on me.
Please don't count on me. Là vui lòng đừng có đổ thừa tôi. Trong quá trình đắp bột thì một số khách cái tay của họ gồng lên làm cho chúng ta khó đắp bột. Thì chúng ta nói với khách là Can you please relax your hand? Can you please relax your hand? Can you please relax your hand? Là bạn vui lòng thả lỏng tay của mình ra. Hoặc là chúng ta có thể nói ngắn hơn là Relax please. Relax please. Relax please. Vui lòng thả lỏng. Khi chúng ta đắp bột xong thì chúng ta cũng hỏi khách là nãy giờ họ đã chọn được màu chưa? Màu của họ là gì? Chúng ta hỏi khách là What's your color? What's your color? What's your color? Màu của bạn là gì? Và khách sẽ chỉ một cái màu mà họ đã chọn cho chúng ta. Trong trường hợp màu của chúng ta còn thì ok. Trong trường hợp màu hết thì chúng ta nói với khách là Sorry, we are out of this color. Sorry, we are out of this color. Sorry, we are out of this color. Xin lỗi, chúng tôi hết màu này rồi. Can you please choose another color? Can you please choose another color? Can you please choose another color? Bạn có thể vui lòng chọn màu khác được không? Trong tình huống này, khách có thể nhờ chúng ta chọn một màu tương tự. Thì khách sẽ nói là Can you please look for another similar color? Can you please look for another similar color? Can you please look for another similar color? Bạn có thể vui lòng kiếm màu tương tự như vậy được không? Thì chúng ta chọn màu cho khách xong, chúng ta hỏi khách là Is this color okay? Is this color okay? Is this color okay? Là màu này có ổn không? Nếu mà khách thấy được thì khách sẽ nói là Yes, it's okay. Yes, it's okay. Yes, it's okay. Màu này ổn. Sau khi lấy màu ra xong thì chúng ta sơn thử cho khách trên một ngón út để khách nhìn cái màu đó để chúng ta xác định lại lần cuối là họ thực sự thích nó, để tránh trường hợp là họ lại nói là họ không muốn khi chúng ta đã sơn xong. Chúng ta hỏi khách là Do you like this color so far? Do you like this color so far? Do you like this color so far? Bạn có thích màu này không? Nếu mà khách thích thì khách sẽ nói là Yes, I like it. Yes, I like it. Yes, I like it. Trong trường hợp khách không thích thì khách sẽ nói là I don't like this color so much. I don't like this color so much. I don't like this color so much. Tôi không thích màu này lắm. Can I change another color? Can I change another color? Can I change another color? Tôi có thể đổi màu khác được không? Thì chúng ta trả lời No problem. You can pick out another color. No problem. You can pick out another color. No problem.
You can pick out another color. Là không vấn đề gì, bạn có thể chọn màu khác. Và khi khách đã chọn màu khác một lần nữa rồi, và chúng ta vẫn tiếp tục là sơn trên ngón út để cho khách xem là có được hay chưa, thì chúng ta hỏi lại lần nữa là Do you like this color? Do you like this color? Do you like this color? Bạn có muốn màu này không? Và lần này thì chắc là khách sẽ thích. Yes, I like it. Yes, I like it. Yes, I like it. Tôi thích nó. Và lúc này chúng ta sẽ tiến hành sơn hết cả bàn tay. Sau khi chúng ta sơn hết bàn tay rồi, thì chúng ta nói khách là đưa tay vô đèn để hơ. Please put your hand in the light. Please put your hand in the light. Please put your hand in the light. Vui lòng đưa tay của bạn vào trong đèn. Và chúng ta tiếp tục sơn bàn tay thứ hai. Sau khi sơn xong bàn tay thứ hai thì chúng ta nói khách đổi tay để đưa tay vô đèn. Thì chúng ta nói là Switch your hand please. Switch your hand please. Switch your hand please. Nếu trong quá trình sơn tay khách mà khách nói chuyện, khách hay quơ tay, cái tay của họ rung lắc, thì chúng ta nói với khách là Please keep your hand still. Please keep your hand still. Please keep your hand still. Hoặc là chúng ta cũng có thể nói là Please don't move your hand. Please don't move your hand. Please don't move your hand. Là vui lòng đừng có cử động cái tay. Sau khi chúng ta làm xong thì chúng ta phải hỏi khách là Do you like them? Do you like them? Do you like them? Là bạn có thích nó không? Hoặc là chúng ta có thể hỏi là How's everything? How's everything? How's everything? Mọi thứ thế nào? Nếu mà họ thích thì họ sẽ nói là Perfect. I love them. Perfect. I love them. Perfect. I love them. Thật là tuyệt. Tôi rất thích nó. Và lúc này chúng ta cũng báo với khách là chúng ta đã hoàn tất dịch vụ cho khách rồi. Thì chúng ta nói là You're done. You're done. You're done. Là bạn xong rồi. You can go to wash your hands now. You can go to wash your hands now. You can go to wash your hands now. Là bạn có thể đi rửa tay của mình được rồi. See you next time. See you next time. See you next time. Hẹn gặp bạn lần sau. Have a good day. Have a good day. Have a good day. Chúc bạn có một ngày an lành. Hoặc là nếu chúng ta làm cuối ngày thì chúng ta nói với khách là Have a good night. Have a good night. Have a good night. Và như vậy là Vân Anh đã cùng bạn học phần tiếng Anh hội thoại trong dịch vụ làm nail, đặc biệt là cho móng bột. Vân Anh hy vọng là đã mang lại được cho bạn một bài học bổ ích. Bạn hãy nhớ like và chia sẻ cho những người nào tiếng Anh còn hạn chế để chúng ta cùng nhau tiến bộ. Và đặc biệt là trong nghề nail của mình, Vân Anh chúc cho các bạn thành công. Hẹn gặp lại bạn trong video tiếp theo. Xin chào!